Term 126, bond. In the world of finance, a bond is a type of investment that represents a loan you make to an entity, typically a government or corporation. When you buy a bond, you're essentially agreeing to lend money to the issuer, the borrower, for a set period, in exchange for regular interest payments and the return of your principal amount at the bond's maturity date. Types of bonds: government bonds, corporate bonds, municipal bonds. Thuật ngữ số 126, trái phiếu. Trong thế giới tài chính, trái phiếu là một loại hình đầu tư đại diện cho một khoản vay bạn thực hiện với một thực thể, thường là chính phủ hoặc công ty. Khi bạn mua trái phiếu, về cơ bản bạn đồng ý cho người phát hành, người đi vay, vay tiền trong một khoảng thời gian nhất định, để đổi lấy các khoản thanh toán lãi định kỳ và hoàn lại số tiền gốc của bạn vào ngày đáo hạn của trái phiếu. Các loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu đô thị.